quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình Văn hóa Quân đội Nhân dân. Chương trình hôm nay sẽ gửi tới quý khán giả và các đồng chí những nội dung sau: khai mạc trại sáng tác âm nhạc quân đội năm 2022, nét đặc sắc trong vở chèo Đất liền và biển cả. Sau đây là nội dung chương trình. Thực hiện kế hoạch tổ chức trại sáng tác âm nhạc 2022 đã được Thủ trưởng Tổng cục Chính trị phê duyệt. Đầu tháng 9 vừa qua tại Quân khu 7, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã khai mạc trại sáng tác âm nhạc quân đội năm 2022. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên đây là trại sáng tác đầu tiên của giai đoạn 2021-2025 được tổ chức tập trung, đưa các nhạc sĩ đi thâm nhập thực tế tại đơn vị cơ sở. Với mục đích là qua cái trại này vẫn tiếp tục bổ sung những cái tác phẩm tốt về mảng âm nhạc, về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng. Và năm nay thì cái chủ đề có nói rõ hơn, tức là tập trung vào để xây dựng cái hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, mà đặc biệt là những chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ trên cái vùng đất miền Đông Nam Bộ này. Bên cạnh đó thì phản ánh cái đời sống bộ đội của quân khu 7 trong cái đối ngoại quốc phòng, tình hữu nghị đoàn kết chiến đấu Việt Nam Campuchia. Và bên cạnh đó là phản ánh những cái hoạt động, những cái nhiệm vụ mới của cán bộ và chiến sĩ trên địa bàn quân khu 7. Là căn cứ của Bộ Tư lệnh Quân khu Sài Gòn gia định. Trại sáng tác đã thu hút 43 nhạc sĩ trong và ngoài quân đội, trong đó có nhiều nhạc sĩ nổi tiếng với các tác phẩm được công chúng yêu thích. Nội dung hoạt động của trại sáng tác âm nhạc gồm tổ chức trao đổi về các chuyên đề, hình tượng bộ đội Cụ Hồ trên địa bàn miền Đông Nam Bộ trong các tác phẩm âm nhạc, tình đoàn kết chiến đấu Việt Nam Campuchia, quyền tác giả và quản lý tác quyền trên không gian mạng, vận động sáng tác và quảng bá các tác phẩm âm nhạc về các chủ đề bộ đội Cụ Hồ quên mình cùng nhân dân, phòng chống dịch bệnh thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, hoạt động đối ngoại quốc phòng, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Đảng Son rất là vui và vinh dự khi được lần đầu tiên tham gia trại sáng tác toàn quân lực lượng vũ trang quân đội năm 2022 lần này. Và quả thực khi mà nhận được lời mời thì rất là háo hức và rất là mong chờ đến cái ngày được đi cùng với cả trại sáng tác để được gặp tất cả những cái đồng nghiệp thân yêu của mình. Giáng Son nghĩ rằng là sau khi Giáng Son được tham quan và hiểu biết hơn về tất cả những cái trải nghiệm của cái lần này thì Giáng Son lúc đấy sẽ quyết định là viết về mảng gì. Tại trại sáng tác, các đại biểu nhạc sĩ đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ về định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, trách nhiệm sáng tác cũng như kinh nghiệm, kỹ năng, phát hiện đề tài, thể loại sáng tác nhằm sáng tạo những tác phẩm mới, khắc họa sinh động truyền thống quân đội, quân khu 7, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong các cuộc trường chinh cứu nước và thời kỳ mới thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, góp phần nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ và nhân dân và phát triển nền âm nhạc Việt Nam thời kỳ mới. Qua các cái buổi như này thì có điều kiện các nhạc sĩ được giao lưu, tìm hiểu, trao đổi với nhau để tìm ra những cái cách và những cái ý tưởng và những cái phương pháp sáng tác, rồi là chia sẻ với nhau về những cái cảm xúc, về những câu chuyện. Từ đó thì bản thân mỗi nhạc sĩ sẽ có một cái cách nhìn, một cái phương pháp viết và các tác phẩm nó sẽ mang tính thời sự và nó sẽ gần gũi với đời sống của bộ đội hơn. Với chủ đề lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng, các nhạc sĩ đã được tham quan, tìm hiểu một số di tích lịch sử trên địa bàn miền Đông Nam Bộ như địa đạo Củ Chi, chiến khu rừng Sác, qua đó hiểu thêm về văn hóa Đông Nam Bộ và những năm tháng hào hùng của quân và dân ta trong các cuộc kháng chiến cứu nước. Ban tổ chức cũng đã phối hợp với quân khu 7 để các nhạc sĩ được thâm nhập thực tiễn hoạt động của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 7. Đến với sư đoàn bộ binh tham quan thao trường huấn luyện, mô hình đội văn nghệ lưu động, kết hợp tiếp sức mùa huấn luyện, tham quan câu lạc bộ quân nhân của trung đoàn 4, khuôn viên cảnh quan đơn vị, học tập nơi ăn ở của cán bộ chiến sĩ và mô hình mỗi tối một câu chuyện lịch sử. Đây là dịp để các nhạc sĩ được trải nghiệm thực tế, trải nghiệm đời sống hoạt động của chiến sĩ trong quân đội.
Đến với trại sáng tác toàn quân năm 2022 đối với tôi có thể nói là rất là nhiều cảm xúc qua những cái chuyến đi thực tế ở tại địa đảo Củ Chi, tại sư đoàn 5, tại chiến khu rừng xác. Tôi hy vọng rằng với những chất xúc tác như vậy thì tôi sẽ có những cái tác phẩm hay dành cho những người lính ở tại đây cũng như là trong toàn quân. Có lẽ là tôi mong muốn rằng có một cái tác phẩm dành riêng cho sư đoàn 5, bởi vì tôi khi mà ở trong cái khuôn viên của đơn vị thì tôi thấy rằng cảnh quan, rồi là kể cả cái không khí sinh hoạt ở đây, những cái mô hình hoạt động ở đây như là mô hình của dành cho quân nhân này, rồi mô hình tiếp sức mùa huấn luyện thì tôi thấy rất là mới lạ và rất có ý nghĩa đối với chiến sĩ và cán bộ ở đây. Thì và ngoài ra thì tôi cũng muốn là có một cái tác phẩm rộng lớn hơn dành cho chiến sĩ toàn quân, có thể nói lên được cái khao khát về và cứ mong muốn của họ ở trên cái cuộc đời binh nghiệp của mình, và qua những cái giai điệu như vậy thì giúp họ yêu đời hơn, cảm thấy là mình có thêm cái động lực để hoàn thành tất cả mọi nhiệm vụ được giao. Sau khi chứng kiến các đồng chí huấn luyện, các đồng chí tập luyện trên thao trường đổ mồ hôi như vậy thì đã cho tôi rất là nhiều cảm xúc, và trong cái chuyến đi này thì tôi sẽ viết một cái bài với tựa đề là Nắng Thao Trường. Đây là một cái dịp sinh hoạt rất là có ý nghĩa và rất là thực tiễn. Các trại viên được đi tham quan, đặc biệt là các cái địa danh lịch sử của quốc gia như địa đạo Củ Chi, rồi là thăm các đơn vị đóng quân trên các tỉnh miền Đông Nam Bộ, được thăm về nơi ăn ở sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ và thâm nhập và thực tế ở các đơn vị để hiểu hơn về cái tình cảm, hiểu hơn về trách nhiệm và hiểu hơn về cái đời sống của cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ cũng như trong công tác. Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng đã có chuyến tham quan và tìm hiểu thực tế tại cảng Tân Cảng Cát Lái thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. Qua chuyến đi này, các nhạc sĩ có điều kiện tìm hiểu mô hình quân đội tham gia phát triển kinh tế, từ đó góp phần tuyên truyền quảng bá hình ảnh, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn trên phương diện âm nhạc. Bản thân tôi thì tôi chưa có một tác phẩm nào về những người lính miền Đông cả, thì đây cũng là một cái cơ hội để tôi có nhiều cái động lực và tìm hiểu thêm cái nơi tôi đang đến của quân khu 7 để viết những cái tác phẩm mới. Hy vọng sau các chuyến thâm nhập thực tế này, trại sáng tác âm nhạc quân đội 2022 sẽ có nhiều những tác phẩm chất lượng, khắc họa đậm nét hơn về quân và dân Đất Thép Thành Đồng nói riêng và hình tượng bộ đội Cụ Hồ nói chung. Các tác phẩm âm nhạc được sáng tác trong đợt này sẽ góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội và nhân dân địa bàn quân khu 7 cũng như cả nước và toàn quân.